Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Nơi sâu thẳm ở trong Mặc Chi chiến trường. Thì ra Càn Khôn Nô này chính là vật huyền diệu nhất ở trong thiên địa. Trong nó còn có khai thiên đan do thiên địa tự sinh ra. Trong nó còn có khai thiên đan do thiên địa tự sinh. Có công hiệu thần diệu giúp cho võ giả đột phá chí hạo tự thần. Vậy chẳng phải có nghĩa là đám võ giả bát phẩm đỉnh phong đó của nhân tộc có được là có thể tấn thăng cửu phẩm rồi sao? Thông thường bát phẩm đột phá cửu phẩm thì thôi đi, một hai vị cửu phẩm khai thiên Mặc tộc cũng không phải là không có cách ứng phó. Nhưng thứ này nếu để Dương Kha đoạt đi mất, ơi không được, tuyệt đối là không thể nào. Đại nhân, ngài đang nói vậy. Càn Khôn Nô xuất hiện. Càn Khôn Nô vậy mà lại xuất hiện vào thời gian này. Đây lẽ nào là thiên ý đang bảo vệ vận khí của nhân tộc? Khi hình chiếu hoàn toàn ngưng thực, chính là lúc Càn Khôn Nô hiển thị. Dương huynh, việc này đã đến mức này, Dương tay bàn bạc thế nào hả? Ồ, lúc trước truy sát ta hung hăng như vậy, làm cho ta suýt thì lên trời, không có lộ xuống đất, chẳng có đường mở miệng. Là nói cái gì mà chết chắc rồi, hiện giờ lại muốn dừng tay bàn bạc hay sao? Út! Ấy, nghĩ ta là người thế nào? Ta không có tính khí chắc. Người và ta đến nay đã bị nhốt ở nơi này, những việc lúc trước cần gì phải nhắc lại chứ? Nói cho cùng, vẫn là Mặc tộc của cha ta chịu thiệt lớn hơn. Chiến tử nhiều tiên thiên vực chủ như vậy, Dương huynh mặc dù có bị thương, nhưng dù gì cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Đáng đời, chết nhiều vực chủ như vậy là do các ngươi tự tìm lấy. Nếu không phải là ngươi tính kế ta, các ngươi sao có thể tự kịch tìm cái chết như vậy chứ? Lại nói, nơi này giữ được chân các ngươi, ngươi nghĩ có thể giữ được chân ta chắc? Ngươi... Hắn nói có đạo lý, trong không gian quỷ dị này, ta và rất nhiều vực chủ đúng là không thể nào thoát thân. Nhưng Dương Khai thì sao? Nơi này không giữ được chân hắn, nếu hắn thật sự cố ý muốn thoát đi. Dương huynh, ngươi có biết hư ảnh bao trùm lấy chỗ này của chúng ta là vật gì hay không? Dương huynh tự nhiên nào biết nhỉ? Đây dù gì cũng là Càn Khôn Nô ở trong truyền thuyết, nhân tộc cường giả ít nhiều cũng đều từng nghe nói đến. Ồ... Xem ra liên hệ giữa Mặc Sào vẫn chưa bị cắt đứt, ngươi vẫn có thể từ nơi khác thu thập tình báo. Mặc Sào tự có điểm thần diệu của nó. Nếu như Dương huynh đã biết Càn Khôn Nô này, vậy có biết những tình báo khác liên quan đến tình báo này hay không? Biết thì đã sao, không biết thì đã sao? Càn Khôn Nô cả vạn năm chưa từng hiện thế, Dương huynh đối với Càn Khôn Nô cũng có hiểu biết, chắc hẳn là không toàn diện. Không bằng ngươi và ta trao đổi một số tình báo. Càn Khôn Nô chính là cơ duyên của tộc ta, Mặc tộc ngươi lẽ nào còn muốn đánh chủ ý đến? Chính vì vậy này, chính là cơ duyên của nhân tộc, Mặc tộc ta mới không thể nào để nhân tộc dễ dàng đắc thủ. Dương huynh có biết, vật này hiện thế hai tộc có thể sẽ thật sự là phải bất từ bất tu hay không? Manaza nói không sai, vô luận là thừa nhận hay không, cả ngàn năm nay, chiến tranh giữa nhân ma hai tộc mặc dù vẫn luôn không hề dừng lại. Nhưng từ sau khi nghị hòa năm đó, hai bên đều đem tình báo tập trung tích lũy lên sức mạnh của chính mình. Cả ngàn năm qua đi, vô luận là nhân tộc hay là Mặc tộc, cường giả đều có thêm rất nhiều. Nhưng mà dưới sự điều phối của cao tầng hai tộc, cục thế còn có thể miễn cưỡng được duy trì. Nhưng Càn Khôn Nô đột nhiên hiện thế như thế này, cục thế vốn có chắc chắn sẽ bị đánh phá. Phía nhân tộc muốn đoạt đi cơ duyên của Càn Khôn Nô, phía Mặc tộc nhất định là sẽ liều mạng ngăn cản. Đến lúc đó đại chiến với nhau, chắc chắn là sẽ hình thành một cơn lốc lớn cuốn quanh vũ trụ bao la. Trận chiến này có lẽ là định đỉnh chi chiến, bắt buộc là phải đem một bên diệt tộc mới có kết thúc. Nhân tộc còn chưa bị xong, còn chưa chuẩn bị xong, nhưng Mặc tộc cũng chưa chuẩn bị tốt. Trước mắt Bất Hồi Quan đột nhiên có nhiều tiên thiên vực chủ và vương chủ cấp Mặc Sào như vậy,
Nhưng tiên thiên vực chủ này không trị thương 100-200 năm thì không thể nào hồi phục được. Phía nhân tộc ít nhất là có cửu phẩm khai thiên mới sinh ra, Mạc tộc thì không có tân vương chủ đường. Dương huynh cố biết hư ảo bao trùm lấy hư không, không chỉ có một, không chỉ có ở một nơi. Ý gì hả? Lẽ nào hư ảnh này còn có rất nhiều nơi? Tên khốn Manaza này là đang lừa ta hay là muốn làm gì đây? Nếu là hư ảnh tự nhiên sẽ không chỉ có một nơi rồi. Dương huynh, không bằng chúng ta đổi tình báo với nhau. Càn Khôn Nô mặc dù sắp hiện thế, nhưng dù gì vẫn chưa thật sự xuất hiện. Thu thập ở trên chút tình báo nữa, đối với cả hai ta đều không có gì xấu hết. Ngươi nói rất có đạo lý, không bằng ngươi nói thử xem ngươi biết tình báo gì, rồi ta nói với ngươi những gì ta biết. Nhân phẩm của ta có lẽ ngươi cũng nên tin. Những năm nay, phàm là việc hứa hẹn với Mạc tộc, ta chưa bao giờ phản bội. Đó là tự nhiên, đã xong. Nhưng mà Dương huynh hình như chẳng biết gì về Càn Khôn Nô hết. Việc trao đổi tình báo vẫn là thôi đi. Ơi, bị vạch trần rồi. Ta nói ta không gì, ta không biết gì về Càn Khôn Nô. Dương huynh thật sự hiểu biết về Càn Khôn Nô thì cần gì phải đến Mạc tộc ta trao đổi tình báo chứ? Nếu ngươi đã đáp ứng trao đổi tình báo, vậy chứng tỏ ngươi cũng không biết, cũng biết không nhiều. Nếu không cũng không cần đặc biệt lấy việc nhân phẩm ra để nói. Ngươi bẫy ta. Quả nhiên, gia hỏa này ta đã sơ ý rồi. Đợi ta hồi phục rồi, quay về tự có cách khiến ngươi đem tình báo nhà ra hết. Ây, đấu võ miệng. Thất nợ thì có là gì chứ? Càn Khôn Nô hư ảnh này bao trùm ở trong không gian quỷ dị, chính là nơi thắng lợi cửa ta. Hình chiếu của Càn Khôn Nô xuất hiện, dẫn đến thế cục giữa hai tộc biến hóa. Hơn 10 nơi của đại vực chiến trường nhất thời Hải Yên Hà Thành. Hà Thành, một mảnh sóng yên biển lặng, tất cả sức mạnh các nơi đều bị hai tộc thu về. Trước khi chưa làm rõ sự huyền diệu và nguồn gốc của Càn Khôn Nô, ai cũng không dám manh động. Dưới mệnh lệnh của Manaza, trong chiến trường đại vực các nơi, không ít tiên thiên vực chủ bị điều về bất hồi quan đợi lệnh. Tin tức này rất nhanh liền bị nhân tộc biết được. Ây, nhân mễ kinh luân. Mạc tộc Manaza, mỗi bên điều binh chuyển tướng cách không giao phong. Phong vũ kéo đến. Nhiều tháng sau, tĩnh tâm tu dưỡng nhiều ngày, cuối cùng cũng ổn lại rồi. Lần này đại chiến tiên thiên vực chủ đã bị Manaza truy sát, thụ thương trầm trọng. May mà nhục thân của ta cường hãn, lại có long mạch hộ thân, chỉ cần không ai cản trở, hồi phục không phải là việc khó. Dương Khai tỉnh rồi. Đại nhân, làm sao đây? Dương huynh, ba thành vật tư lúc trước Mạc tộc ta sẽ tiếp tục cung ứng, tuyệt đối không giảm bớt kéo dài. Lâm Thành, đại chiến sắp đến, hai ta lấy đâu ra tâm tư mà rằng co ở đây chứ? Cho dù là 10 thành đi nữa, ngày sau ta cũng không công phu lưu lại lâu ở bất hồi quan. Vậy Dương huynh muốn thế nào? Thế nào? Ta muốn người một tình báo thì đổi lấy mạng của một vực chủ. Tình báo? Ấy, tình báo có giá trị ta không biết, liên quan đến Càn Khôn Nô. Nhiều tháng trước ta ở đây bị Manaza chém một đao, đến hôm nay cũng nên đòi lại thôi. Tin lúc trước nói với Dương huynh liên quan đến Càn Khôn Nô không chỉ một nơi có tính hay không? Thôi vậy, không chiếm tiện nghi của người, tin đó cũng tính. Tin tiếp theo, theo tình báo Mạc tộc nghe ngóng được, Huyền Minh Vực cũng đã xuất hiện hình chiếu của Càn Khôn Nô. Vậy mà không chỉ một nơi có hình chiếu, Càn Khôn Nô đó cuối cùng sẽ xuất hiện ở nơi nào đây? Đại nhân cứu ta. Thanh Dương Vực cũng có hư ảnh của Càn Khôn Nô. Ngươi đừng nói với ta, tất cả đại vực chiến trường đều có hư ảnh của Càn Khôn Nô nhé. Không sai, song cực vực cũng có. Đủ rồi, ta không muốn nghe thấy những tin tức về vị trí hư ảnh nữa. Nhưng mà Dương huynh, ta nói với ngươi đúng là những tình báo mà ngươi không biết mà. Dương huynh trước giờ thành tín, chắc sẽ không nuốt lời chứ? Sao hả?
Chưa từng nghe nói đến người ở dưới mái nhà thì không thể cúi đầu hay sao? Nhưng mà phía không chi vực và sơ thiên đại cấm không có hư ảnh của càn khôn nô sao? Ngươi nói với ta coi như là tình báo. Không chi vực thì có, còn về phía sơ thiên đại cấm, ta không thể nào chứng thực. Ta đoán các ngươi và phía sơ thiên đại cấm không cách nào liên hệ hả? Quả nhiên bị ta đoán đúng rồi. Vị trí của hư ảnh càn khôn nô xuất hiện đều là nơi có lượng lớn sinh linh chiến tử. Mặc tộc có biết trong này có quan hệ gì không? Không biết. Việc của càn khôn nô mặc tộc biết được không nhiều, hoặc là phía nhân tộc sẽ biết gì đó. Còn có tình báo gì nữa? Nếu nói ra đi, đều nói ra đi. Ta nói lời giữ lời. Một tình báo có giá trị sẽ tha mạng cho một vị vực chủ của các người. Theo như những gì ta quan sát, hình chiếu này chính là đang từ từ ngưng thực. Ta dám chắc chắn, khi thấu ảnh này hoàn toàn ngưng thực, càn khôn nô thật sự sẽ hiện thế. Thời gian càn khôn nô hiện thế đại khái là có thể xác định, nhưng vị trí hiện thế thì không thể nào thăm dò được. Theo ta suy đoán, hư ảnh của càn khôn nô có lẽ là một loại hình chiếu. Càn khôn nô bản thể không biết ẩn giấu ở nơi nào, sức mạnh huyền diệu của nó đem hình chiếu của bản thể chiếu ở vị trí các nơi. Hình chiếu. Điểm này ta thật sự là chưa từng nghĩ đến. Nếu như những hư ảnh này chỉ là hình chiếu của bản thể càn khôn nô đó, vậy thì có thể hiểu được rồi. Nếu ta thấy, vị trí hiện thế này cũng có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, càn khôn nô tùy lúc ở một vị trí hình chiếu nào đó hiện ra bản thể, vị trí của những thấu ảnh khác chỉ là hư ảo. Loại khả năng thứ hai, tất cả hình chiếu đều có liên quan đến bản thể. Vị trí của hình chiếu, càn khôn nô bản thể đều sẽ hiện ra. Cũng khá là hợp tình hợp lý, chỉ có hai loại khả năng này thôi sao? Dương huynh, tình báo có liên quan đến càn khôn nô này, thật sự là quá mức xa xôi. Nhất thời ta cũng chỉ nghĩ được vậy thôi, không bằng. Không vội, ta sẽ đợi ở đây. Ngươi cứ nghĩ từ từ. Tổng kết tình báo vừa rồi, vị trí càn khôn nô xuất hiện đều là nơi có lượng lớn sinh linh chiến tử. Cả vạn năm trước đã thỏa mãn điều kiện này, thì có mặc chi chiến trường rồi. Nhưng năm đó huyết nha cũng có được khai thiên đan do thiên địa tự sinh ra. Lẽ nào hắn từng đoạt lấy cơ duyên của càn khôn nô, nhưng hắn chưa từng đến mặc chi chiến trường mà. Ngày sau còn phải nói chuyện riêng với huyết nha nữa, nói không chừng sẽ có thu hoạch không nhỏ. Nhưng mà việc cấp bách trước mắt là thoát khỏi nơi này rồi tính. Còn có Dương Huỳnh, ngươi không cảm thấy nơi này có chút cổ quái hay sao? Có gì cổ quái chứ? Trọng bảo hiện thế tự nhiên là có dị tượng. Nói cũng không sai. Không gian nơi này gấp khúc dị thường như vậy, cho dù là càn khôn nô bản thể hình chiếu đến, vậy thì chắc chắn là phải cùng bản thể có quan hệ cực kỳ mật thiết. Dương Huỳnh tinh thông không gian chi đạo, sao không thử phản hướng truy tố, tra rõ vị trí bản thể của càn khôn nô. Mặc dù biết ngươi không có ý tốt, nhưng nói như vậy cũng đáng ba cái mạng rồi. Nếu Dương Khai thật sự có thể mượn không gian chi đạo xác định vị trí gặp của bản thể càn khôn nô, phía mặc tộc có thể sắp xếp một số thứ mang tính chống đối rồi. Một lúc sau, gia hỏa này bắt đầu cảm ứng, đều lâu như vậy rồi, sao vẫn chẳng có chút động tĩnh gì chứ? Gia hỏa này chắc không phải là không được chứ? Không gian nơi này, xếp tầng ta mặc dù có thể mượn không gian chi đạo tiêu trừ ảnh hưởng, mà không gian quỷ dị này đối với chính mình, nhưng muốn truy tố nguồn gốc dẫn pháp dị tượng ở nơi này vẫn là khó xử. Nhưng mà may là ta còn có một đòn sát thủ.